Xin chào các bạn, lại là Mạnh Hùng và Decabyte đây. Như quý vị đã biết thì Decabyte hiện tại trong năm 2022 đang ra rất nhiều các mẫu mã sản phẩm khác nhau để đưa đến thị trường rất nhiều các sự lựa chọn. Và chắc hẳn ai đã mua và sử dụng các dòng sản phẩm Decaroma thì chúng ta đều biết đến các dòng sản phẩm như là Decaroma SX, Decaroma SI. Và ngày hôm nay hãy cùng Mạnh Hùng khám phá một sản phẩm thế hệ thứ 9, Decaroma Lite. Một sản phẩm tinh gọn hơn, vẫn đầy đủ những option nhưng đem lại những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Hãy cùng Mạnh Hùng khám phá nha. Thì chúng ta sẽ phải nói đến về những cái tổng thể thiết kế của sản phẩm. Như mọi người nhìn thấy, đây là màu trắng, một trong số rất nhiều màu sắc mà Decaroma SI đem lại cho thị trường Việt Nam vào năm 2022. Nói về thiết kế thì phải nói rằng là rất khó để tìm ra một điều gì để có thể chê được với sản phẩm của Decaroma. Những cái thiết kế mà chúng ta tạo nên sự năng động, sự tự tin, trẻ trung, phóng khoáng và thậm chí nó là sự thanh lịch nữa. Về tổng thể của sản phẩm này, chúng ta sẽ phải nói đến đầu tiên đó chính là những màu sơn vô cùng đặc biệt với chất liệu nhựa là nhựa ABS chống cháy và bảo hành nước sơn độ bền lên đến 5 năm. Thì đó là điều mà tại sao với những ai mà chúng ta đã mua sản phẩm Decaroma ở những thế hệ từ 1, 2 hay là 3 trước đây, chúng ta vẫn luôn luôn giữ được cái vẻ đẹp và nước sơn của màu xe. Tiếp theo chúng ta phải kể đến đó chính là phần mặt nạ trước. Với phần mặt nạ trước của sản phẩm xe Decaroma Line này, với đèn full LED thì chúng ta sẽ có cái đèn, chúng ta là bóng đèn đề mi, tạo nên cái sự tinh tế. Nó không cần quá là cầu kỳ, không cần quá là to, nhưng vẫn tạo nên cái độ sáng vừa đủ để cho chúng ta có thể di chuyển kể cả trong thời điểm trời tối. Về dải đèn phía trước của chúng ta, đó là dải đèn daylight hay chúng ta gọi là đèn sương mù đấy. Với đèn sương mù này thì chúng ta có được độ full LED, thiết kế vô cùng bắt mắt. Với hệ thống lái trước thì chắc hẳn là chúng ta quá là quen thuộc rồi. Vành chúng ta, vành 10 inch, vành đúc hợp kim nhôm, lốp đặt ken đa không xăm. Với hệ thống phanh trước thì chúng ta sử dụng đó chính là phanh đĩa để đảm bảo độ an toàn trong quá trình chúng ta di chuyển trên đường. Với ở đây chúng ta sẽ có giảm sóc bằng ống lồng thủy lực với hành trình là 320mm, giúp chúng ta giảm được mọi phản lực từ phía mặt đường. Như chúng ta là đi lên vỉa hè này, chúng ta đi qua các gờ giảm tốc độ, chúng ta đều có thể di chuyển được hoàn toàn bình thường. Ngoài ra với lốp ken đa không xăm này của chúng ta sẽ có những cái thiết kế rãnh cực kỳ sâu, giúp bám đường tốt hơn, chống trơn trượt và ngay cả việc chúng ta di chuyển trong trời mưa cũng hoàn toàn thoải mái, đảm bảo an toàn mỗi lần bóp phanh hay là đổ cua. Về phía giữa của xe, chúng ta sẽ cùng khám phá phía thân xe. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói đến khoảng sáng gầm xe. Với khoảng sáng gầm xe khoảng tầm là 21cm, đảm bảo cho chúng ta có thể dễ dàng trong quá trình chúng ta có thể lên vỉa hè, lên hầm của chung cư hay thậm chí là chúng ta vượt qua những gờ giảm tốc. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải nói đến đó chính là chiều cao yên xe. Tại vì đây là định vị sản phẩm dành cho giới trẻ, nên chính vì thế có rất nhiều bạn đang quan tâm rằng là vậy chiều cao bao nhiêu ngồi là đủ. Với chiều cao yên khoảng tầm từ 75 cho đến 78cm, và Hùng ngồi ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là độ dài và chiều cao nó hoàn toàn là thoải mái vừa vặn. Chống chân nó không bị với, nó không bị trùng, di chuyển rất là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá đó chính là phần thân xe. Với bản Decaroma Line này, đây là bản rút gọn của Decaroma SX. Những cái phần đường nét, phần bo tròn và vấn điểm nhấn phía thân xe vẫn được lột tả hết trong sản phẩm Decaroma Line này. Logo đây như mọi người đang nhìn thấy đang là in chìm. Đây chỉ là bản demo mà thôi. Còn với bản thương mại của Decaroma Line thì logo này sẽ được dập nổi nguyên khối, vô cùng bắt mắt. Với những thiết kế bo tròn này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái phần đuôi của xe rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn rất là nhiều. Với phần đuôi xe của chúng ta vẫn là những bộ đèn full LED. Cảm giác khi mà chúng ta lái, chúng ta vi vu sản phẩm Decaroma Line này ngoài đường, nếu ở đó chúng ta chưa trải nghiệm qua những dòng xe của Decaroma thì chắc hẳn sẽ nghĩ rằng đây là một chiếc đuôi xe của Vespa.
Và ở đây chúng ta sẽ có một phần tay nắm. Ở tay nắm của chúng ta đây chính là bằng hợp kim nhôm, rất là chắc chắn. Còn nhìn sâu ở phía dưới thì chúng ta sẽ cùng đến với, đó chính là hệ thống lái sau. Về hệ thống lái xe phía sau chúng ta đang có, đó chính là càng đúc. Với bộ vành chúng ta là vành mâm 10 inch, thép dập, lốp đặc Kenna không xăm. Và ở đây chúng ta sử dụng phanh, đó là phanh cơ tăng trống. Ngoài ra thì với dòng sản phẩm của chúng ta thì chúng ta cũng có thêm, đó chính là một hệ thống chân chống giữa vô cùng chắc chắn, cao và thoải mái. Và cái điều quan trọng nhất, những cái điều mà chắc hẳn ai trong số các chị em hay bạn trẻ đều đi xe, chúng ta đều quan tâm đến, đó chính là cái phần dung tích của cốp xe. Với dung tích cốp xe là 25 lít, chúng ta có thể bỏ mọi thứ ở trong cốp xe này. Rộng rãi, thoải mái, mũ hiểm, túi sách, son, phấn đều có thể để được. Và một cái điều mà Hùng rất thích ở trong dòng sản phẩm Decaloma Line này, đó chính là phần yên xe. Với thiết kế yên xe, phần gợn sóng chúng ta có thể ngồi, chúng ta chống trơn, chống trượt, cảm giác rất là dày dặn, ngồi rất là êm ái. Còn bây giờ để khởi động Decaloma Line, khởi động vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng đó chính là chìa khóa vật lý. Và với chiếc chìa khóa này, chúng ta chỉ cần cắm vào, vặn sang bên phải là xe đã khởi động được rồi. Vặn sang bên trái, không cần ấn thì chúng ta sẽ là mở cốp xe. Và khi chúng ta vặn vào sang bên trái hẳn, chúng ta cắm vào cho ta vặn khóa. Như thế là xe chúng ta đã được an toàn với chức năng khóa cổ. Ngoài ra, ở phía dưới này chúng ta sẽ có, đó chính là một móc phụ để treo đồ. Trong quá trình mà chị em có đi chợ, có muốn treo túi sách thì đây sẽ là công cụ hỗ trợ hữu hiệu nhất. Và để gia tăng thêm cái dung tích để chúng ta có thể chứa đồ nhiều hơn thì sản phẩm Decaloma Line chúng ta có tích hợp thêm, đó chính là một hộc khóa phía trước để giúp chúng ta có thể đựng được rất nhiều đồ nào đó mà chúng ta muốn sử dụng luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy trên đồng hồ điện tử bằng tinh lỏng hiển thị đầy đủ các thông số mà chúng ta cần. Nhưng trước khi chúng ta phân tích về đồng hồ tinh lỏng của sản phẩm Decaloma Line, chúng ta sẽ cùng khám phá xem chúng ta sẽ có các nút điều khiển gì. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ bên trên xuống dưới và bắt đầu từ phía bên phải trước. Ở phía bên phải đây, ở phía bên trên chúng ta sẽ có, đó chính là nút điều chỉnh tốc độ của xe với 3 tốc độ 1, 2 và 3. Tương ứng với 3 chế độ lái: chế độ số 1, chế độ Eco, chế độ lái tiết kiệm điện, chế độ số 2, chế độ Driver, lái thông thường, và chế độ số 3, chế độ Sport. Với chế độ Sport này sẽ giúp chúng ta dễ dàng vượt các chướng ngại vật khi đang đi trên đường, giúp ta leo hầm của chung cư hay chúng ta có thể đi lên các vỉa hè một cách dễ dàng nhất. Và với phím chức năng số 2 chúng ta có, đó chính là bật đèn Daylight và bật đèn pha. Khi chúng ta bật đèn thì chúng ta hiển thị đầy đủ các thông tin về đèn pha, đèn Daylight và thậm chí về các dải đèn phía trước ở phía trên này. Rất là đẹp phải không ạ? Về phím số 3 phía bên dưới, đó là tính năng P, tính năng parking, chống rồ ga, chống vụt ga. Khi chúng ta chở trẻ nhỏ, cái điều lo sợ nhất đó chính là những đứa bé chúng ta không may chúng ta lỡ tay, chúng ta vụt ga đi. Và với chức năng P này giúp chúng ta có thể kiểm soát được dễ dàng nhất trong quá trình chúng ta chở trẻ nhỏ. Và khi chúng ta tắt tính năng P, chúng ta có thể lái hoàn toàn bình thường. Và bên cạnh nút P, đó chính là nút cứu hộ. Khi chúng ta vận hành, chúng ta gặp những lỗi về ECU, EC thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ nút cứu hộ này. Và việc quan trọng đó là chúng ta check Google Maps hay chúng ta check trên app của Decabyte để có thể di chuyển đến trung tâm bảo hành gần nhất để khắc phục lỗi. Về các phím chức năng bên phía tay trái thì chúng ta sẽ cùng khám phá. Với phím đầu tiên chúng ta sẽ có, đó chính là bật tắt đèn cốp pha. Phím chức năng số 2 đó chính là đèn xi nhan trái phải, đèn sáng rất là rõ ràng. Với phím chức năng số 3, còi xe. Và trên đồng hồ tinh thể lỏng của Decaloma Line sẽ hiển thị đầy đủ các thông số. Những cái điều khiến cho Mạnh Hùng cảm thấy rằng bắt mắt nhất, đẹp nhất, đó chính là cái đèn viền của chúng ta được thay đổi các màu sắc khác nhau. Và nói vui vui chúng ta sẽ nói rằng thay đổi theo cảm xúc người dùng. Và trên đồng hồ này ngoài ra nó sẽ hiển thị đầy đủ các phần thông số khác nhau, ví dụ như là cấp độ của xe, đồng hồ công tơ mét đo tốc độ của chúng ta đang di chuyển trên đường. Và với Decaloma Line chúng ta sẽ di chuyển lên đến là 50 km/h. Mỗi lần sạc chúng ta có thể đi đến là 65 km, thì Decaloma Line sẽ hiển thị đầy đủ những vạch pin để chúng ta có thể biết di chuyển vào những cái sạc điện. Và thời gian sạc của chúng ta chỉ cần đó chính là 8 tiếng là pin sẽ đầy. Đồng hồ chúng ta đây được thiết kế nó rất là bắt mắt, dễ nhìn, chống lóa. Ngoài ra một điều mà chúng ta không thể không kể đến đó chính là khối động cơ
BLDC 3 pha 1 chiều không thổi than và công suất lên đến đó chính là 800W, giúp chúng ta có thể di chuyển một cách dễ dàng. Và thậm chí với việc chúng ta chịu tải trọng lên đến là 180 cân, việc chúng ta chở thậm chí là 2 người lớn và kể cả một trẻ em nữa vẫn có thể di chuyển trên đường một cách dễ dàng nhất. Và vừa rồi đó chính là những tóm tắt vô cùng ngắn gọn mà Mạnh Hùng muốn giới thiệu cho quý vị về DK Romalai. Tuy là bản demo thôi, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được những cái vẻ đẹp, sự thanh lịch và cái sự tiện dụng của sản phẩm DK Romalai này dành cho khách hàng. Sắp tới vào ngày 25 tháng 6, DK Bike sẽ tung sản phẩm này ra thị trường và sẽ được bán tại các nhà phân phối của DK Bike trên toàn quốc. Nếu nhanh tay chúng ta đặt hàng từ ngay bây giờ, chúng ta sẽ được rất nhiều cái ưu đãi, miễn phí 100% thuế trước bạ, tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng. Và còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chóng click vào phần mô tả phía bên dưới và chúng ta có thể lên trên các website để search và tìm hiểu về DK Romalai. Sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.